Cậu bé này ngoan. Đúng. Nhưng mà có phần hơi nhút nhát một tí. Con không hẳn là nhút nhát theo kiểu là gặp cái gì cũng sợ. Dạ. Nhưng mà hình như con sợ làm người khác buồn. Dạ đúng rồi. Con sợ làm cho người ta suy nghĩ, cho nên con sẽ không có dám nói ra hết những điều mà con đang cảm thấy. Dạ. Ví dụ, ở trường con có bị bạn ăn hiếp? Có. Bạn và anh chị lớp lớn hơn ăn hiếp mà con không dám nói với thầy cô. Riêng cái này là cô thấy không được, Bảo Long, con dạ. phải nói. Ừ. Còn nếu con không nói với thầy cô thì con phải nói cho mẹ của con biết. Với lại Long biết không, khi mà mình im lặng á thì đôi khi các bạn á sẽ dữ hơn. Ngày hôm nay các bạn bắt nạt mình một thì mình im lặng các bạn có thể là bắt nạt mình nhiều hơn nữa, thì lúc đó đôi khi nó sẽ rất là nguy hiểm cho con. Cho nên cái việc mà con lên tiếng, con nhờ người lớn ở đây có thể là thầy cô hoặc là ba mẹ. Yeah. Mình sẽ được bảo vệ tốt hơn, đúng không? À, hồi nãy thì chúng ta gặp nhau khi mà chúng ta lấy cái khăn quàng ra. Yeah. Thì con cũng đã kể cho cô Ốc nghe là con đã mua cái khăn quàng này như thế nào. Yeah. Vậy cô muốn hỏi Bảo Long là theo con á, lúc mà mẹ con biết là con tự để dành tiền mua khăn quàng á, con đoán thử xem là mẹ con cảm thấy như sao? Con cũng không biết. Mẹ con không biết hả? Vậy bữa nay con muốn biết không? Mẹ biết. Rồi, vậy thì mình nghe thử coi là mẹ nói gì với mình nha. Thật ra là khi mà mẹ vô tình mẹ biết được cái điều mà con rất là mong muốn là có một chiếc khăn quàng, nhưng mẹ đã vô tình. Dạ. Thật sự là mẹ không có nghĩ là cái vấn đề nó lại trở nên rất là lớn đối với con. Dạ. Thì mẹ nghĩ là ở nhà nó đã có quá nhiều rồi. Dạ. Thì mà ở nhà cũng rất là nhiều cái mới nữa mình chưa dùng đến, thì dạ. mẹ nghĩ là mình nên sử dụng lại. Dạ. Nhưng mà mẹ đã vô tình, mẹ đã áp đặt con ở một cái vấn đề là mình có nên là mình sẽ sử dụng lại. Dạ. Mà khi mà mẹ vô tình mẹ biết được những cái tiền, số tiền mà mẹ cho con sử dụng hàng ngày mà con không dám ăn, để con tiết kiệm lại để con mua cái khăn quàng, thực sự lúc đó là mẹ rất là buồn. Dạ. Và mẹ tự trách bản thân mình là tại sao mình lại vô tâm đến mức độ để cho con mình phải như vậy. Dạ. Nên là quá chương trình này thì mẹ cũng muốn nói với con là sau này có những cái điều gì đó thì con cứ mạnh dạn chia sẻ với mẹ. Dạ. Nếu mà mới nghe qua mọi người sẽ thấy chỉ là cái chuyện rất là nhỏ, một cái khăn quàng thôi. Dạ. Nhưng mà thực tế là khi làm cha mẹ rồi á, thì chúng ta sẽ thấy chỉ cần một phút nào đó bạn lơ là thôi. Dạ. Thì con nó có thể có những cái suy nghĩ riêng của mình, và nó có thể bị nghĩ nghiêm trọng hơn so với chuyện thực tế. Thành ra cái câu chuyện ở đây nó sẽ không dừng lại ở chuyện là cái khăn quàng đỏ, mà Ốc nghĩ cái điều con đang thiếu đó là những cái cuộc trao đổi giữa ba mẹ và con. Mình hiểu tại sao mà Huệ lại đưa ra lời xin lỗi. Tại vì cái chuyện mà trao đổi giữa cha mẹ và con đó, nó rất rất là quan trọng. Tên của chương trình là Điều Con Muốn Nói. Mà đã là con thì con cũng sẽ chỉ bắt đầu nói từ những điều nhỏ thôi. Trong khi phụ huynh á, thì chúng ta với sức nặng của người lớn đang gồng gánh á, thì chúng ta cho rằng là chuyện nó phải trọng trọng, nó phải bự bự, chuyện nó phải đủ lớn thì mình mới quan tâm. Nhưng mà thực ra với trẻ con á, chuyện chúng ta xem là nhỏ thì đối với các con nó đã lớn rồi. Vì cái mức độ đón nhận của các con nó tới đó thôi. Và trong cái câu chuyện khăn quàng của Bảo Long, thực ra cô Nha lại không nhìn thấy cái khăn quàng. Cô Nha nhìn thấy những cái thứ khác mà phụ huynh thông thường hay quên. Hay quên chứ không phải là chúng ta không biết đâu. Đó là cái áp lực học đường. Rõ ràng là nếu như mà theo chia sẻ của cô Ốc là con cũng đã từng có bị bắt nạt, thì Bảo Long không phải là một cái cậu bé gọi là đủ can trường đến mức để có thể chịu quá nhiều áp lực đâu. Trong khi đó, ở đây mình không trách thầy cô, nhưng mà có những cái quy định của trường học mà nếu như con không được hỗ trợ từ phía ba mẹ, đôi khi con sẽ bị sợ chứ. Con bị sợ là vì sao đến thời điểm này mình vẫn chưa có cái khăn quàng, mà cái khăn quàng này là nhà trường yêu cầu tất cả học sinh đều phải mua. Vấn đề nó không còn nằm ở cái khăn quàng hay 15.000, mà vấn đề nằm ở chỗ là mình có bị phân biệt trong cái cách cư xử mà thầy cô dành cho mình về việc tuân thủ nội quy không. Những cái điều đó nó để lại cái áp lực cho trẻ chứ. Và Ốc biết không, thực ra không hề là chuyện nhỏ, bởi vì bạn này á, bạn đón nhận những cái chuyện từng chút, nhưng mà bạn không có bộc lộ ra. Tại vì sẽ kể cho nghe một cái chuyện lớn mà bên trong mẹ Huệ vừa mới nói nè. Là anh vô lớp anh hỏi bạn ảnh á, là ê ông, ba mẹ ông nhà có cãi nhau không? Rồi thêm một ông bạn rất trải đời nữa, ông bạn mới nói cho nghe là thường á, những cái nhà giàu là không có hạnh phúc đâu.
Tại giàu thì sẽ không có nhiều thời gian dành cho nhau. Cũng không biết là các bạn hiểu như thế nào, nhưng đó là một cái cuộc trò chuyện giữa hai cậu bé lớp 3 nha quý vị. Thì điều đó mình chỉ muốn nhắc mọi người rằng là thực ra đừng bao giờ nghĩ rằng ôi trẻ con mà, bởi vì trẻ con mà thì trẻ con sẽ tiếp nhận bằng góc nhìn của trẻ con, và nó đều nghiêm trọng hết.